rồi, đánh răng xong, được rồi, ra ngoài vườn. Ủa? Gì vậy? Ủa? Ca thú khác của mình ngủ luôn. Cũng không biết bây giờ mấy giờ rồi. Để vô xem thôi nào. Ủa mà. Chá. Tiêu rồi. Là 12 giờ. Trời ơi, xe này có nằm đó không vậy? Hả? Ta xuống đây hết. À, có cái gì đâu. Được rồi. Uống cá chung khác. Ta. Chị con dây nữa rồi. Biết rồi. Rồi các bạn. Có sẽ để cá chung két không nè. Có nhiều ghè màu đen quá các bạn. Thế thì rồi dậy đi hả? Gì đây? Tèo cá chu ké con dậy đi hả? Dậy nè, cậu đã lấy cái bịch tay rồi, cái bịch áo đây nè. Ủa, nhanh đi. Ê, kẻ bụi cái gì vậy? Không phải chữ y, không phải chữ y, cậu nhầm rồi. Nó là cái hình nguy hiểm có thể vậy. Nó sẽ ra cái cây. Ủa, vậy là cái hạt này là cây thịt của mình. Tại sao cậu ấy hết rồi? Làm sao để mình trồng được nữa? Hôm nay mình tính trồng cũng cho nữa. Mình cũng trồng cây thôi. Ủa, cũng hai cái này, may đó. Cậu có biết không, nó sẽ ra cái cây. Cây ăn. Ăn gì? Cây ăn thịt giống như ngày xưa cậu nghĩ đó. Cái gì? Ai bị con ngốc quá làm chi? Chạy mau đi. Rồi, để thử giết nó. Cũng dễ giết vậy đâu. Các bạn ơi, để em để điện thoại đây nha. Sửa lại cái hình dạng của các xương khác đã. Cây gì? Đúng. Thôi. Hả? Cái gì vậy ta? Hay. Em mà có